hai buộc dây dây đi, ba bốn gõ cánh cửa to, năm sáu nhặt que lên đi, bảy tám chạy chung ra sân, chín mười một chú gà béo, 11 12 đào và rời, 13 14 nhân viên phục vụ, 15 16 họ trong nhà bếp, 17 18 họ chờ thức ăn, 19 20 dìa trong chân rồi. Một hai buộc dây dây đi, ba bốn gõ cánh cửa to, năm sáu nhặt que lên đi, bảy tám chạy chung ra sân, chín mười một chú gà béo, 11 12 đào và sợi, 13 14 nhân viên phục vụ, 15 16 họ trong nhà bếp, 17 18 họ chờ thức ăn, 19 20 dìa trong chân rồi. Chẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn, Vân, Vân, Vân. Má lúng liếng, cầm chẻ sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gợn sóng, nhìn rất xinh, đôi mắt xanh, đáng yêu quá, cô giáo thương, đó là bạn, Vân, Vân, Vân. Thật đáng thương, hôm thi đùm thi anh ấy luôn bị ngã. Thùm thi ngồi trên bức tường, thùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường, những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép thùm thi một lần nữa nguyên vẹn. Thùm thi thùm thi ngồi trên bức tường, thùm thi thùm thi ngã lăn xuống đường, những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thi thùm thi ngồi trên bức tường, hùng thi thùm thi ngã lăn xuống đường, những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Hùng thi thùm thi ngồi trên bức tường, hùng thi thùm thi ngã lăn xuống đường, những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép hùng thi một lần nữa nguyên vẹn. Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một tô nước nhỏ. Chắc ngã lăn và nói đầu đau và Jill cùng tiếp tục ngã lăn. Lúc đó anh Chắc thì nói với Jill, hãy nắm tay anh và đừng dậy. Thôi thì cuối đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ, mang nước sạch trong về cho mẹ yêu, cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Chắc bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy, và bác của Chắc băng đầu anh ấy với dâm ăn và dây nâu. Và Chiêu nhìn thấy cô ấy cười to, nhìn thấy giấc quân quanh trên đầu. Chiêu bị mẹ la đánh đòn thật đau, bởi cười anh Giác đang khổ đau. Một gia đình ngón tay, ngón tay cha, ngón tay cha bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, ngón tay anh bạn ở đâu?
không? Còn tay em, ngón tay em bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Chúng ta là một gia đình ngón tay. Ôi, thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cho cô bé. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đến với tôi to và cái nó. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa chặt chặt. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt cô bé xuống đó và viết lên giấy cho một viên thuốc không uống, sáng mai sẽ quay lại với hóa đơn thanh toán. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tốt lên thôi. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con gà E-I-E-I-O. Gà thì kêu chích chích và gà kêu chích chích. Đây chích kia chích khắp mọi nơi chích chích. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài chú chó già E-I-E-I-O. Chó thì kêu gâu gâu và chó kêu gâu gâu. Đây gâu kia gâu khắp mọi nơi gâu gâu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con lợn E-I-E-I-O. Lợn thì kêu ấn ấn và lợn kêu ấn ấn. Đây ấn kia ấn khắp mọi nơi ấn ấn. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con ngựa E-I-E-I-O. Người thì đi bên đây và người đi bên kia. Đây hi kia hi khắp mọi nơi hi hi. McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con bò E-I-E-I-O. Bò thì kêu mu mu và bò kêu mu mu. Đây mu kia mu khắp mọi nơi mu mu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con vịt E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quack quack và vịt kêu quack quack. Đây quack kia quack khắp mọi nơi quack quack. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Nhìn kìa, đó là chú chồn. Nhìn kìa, đó là chú khỉ. Nhìn xung quanh các bụi cây rau tầm, con khỉ đuổi theo con chồn. Con khỉ nghe với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con chồn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ. Đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con chồn. Xung quanh ghế của người thợ giày, con khỉ đuổi theo con chồn. Con khỉ nghe với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con chồn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ. Đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con chồn.
Nhìn xung quanh các bụi cây rau tầm, còn khi đuổi theo con trồn, còn khi nghỉ với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con trồn. Một xu cho một ông rơi chỉ, một xu cho cây kiếm khâu đồ, đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con trồn. Và xung quanh ghế của người thơ dày, còn khi đuổi theo con trồn, còn khi nghỉ với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con trồn. Một xu cho một ông rơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ, đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con trồn. Cầm 10 bảng trên giường và một bảng lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bảng lăn quay, chín chín. Còn trên bảng trên giường và một bảng lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bảng lăn quay, tám tám. Còn 8 bạn trên giường và một bạn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay, bay bay. Còn 7 bạn trên giường và một bạn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay, sáu sáu. Còn 6 bạn trên giường và một bạn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay, năm năm. Còn 5 bạn trên giường và một bạn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay, bốn bốn. Còn 4 bạn trên giường và một bạn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay, ba ba. Còn 3 bạn trên giường và một bạn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay, hai hai. Còn 2 bạn trên giường và một bạn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay, một một. Còn 1 bạn trên giường và bạn lại lát to, chúc ngủ ngon. Oh, chúng tôi thích ăn rau, bạn có thích không? Rau tươi xanh, rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con ong yêu mật ong, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn keo ngọt và kem mát lạnh. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con chuột yêu phô mát, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn mứt thơm và dâu tây ngọt. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con cá yêu mặt nước, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn chuối to và sô-cô-la. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ. Rau tươi xanh, rau tươi xanh, tôi yêu bạn. Giống con chim yêu trời xanh, tôi yêu bạn. Tôi thích ăn bánh mì và khoai tây chiên. Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau củ, tôi rất vui vẻ.